thì đội Đắk Nông Kiến Đức cũng đã nhận được bộ thiết bị lắp ráp Digibox lần đầu tiên. Xin cảm ơn chân thành đến ban tổ chức IBM Việt Nam và STEM of Việt Nam đã tài trợ bộ thiết bị này. Và bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá món quà đầy ý nghĩa. Món quà này gồm có khung của con Digibox và hộp chứa các linh kiện thiết bị của con Digibox và một cuốn sách hướng dẫn. Trong cuốn sách hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách từng bước lắp ráp con Digibox hoàn thiện. Sau khi lắp ráp con Digibox hoàn thiện thì sẽ có hình giống như trên mà chúng ta đang thấy. Thì để lắp ráp con Digibox này, chúng ta cần thực hiện các bước. Là bước 1 là gập hàm dưới của Digibox. Bước 2 là lắp chân của con Digibox. Bước 3 là ghép các linh kiện điện tử. Và bước 4 là gắn phần đầu và tay của con Digibox. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem các linh kiện của con Digibox gồm có các linh kiện nào. Và đây là hộp chứa linh kiện của con Digibox. Đầu tiên là một microphone mini được kết nối từ cổng USB. Tiếp theo là hai bộ jack cáp dùng để cấp kết nối và cấp nguồn cho các linh kiện điện tử hoạt động. Và đây là một động cơ servo dùng để giúp cho cánh tay của con Digibox hoạt động. Tiếp theo là một cái bóng đèn LED dùng để gửi các tín hiệu báo đèn sáng và tắt trong khi con Digibox hoạt động. Và đây là một thẻ nhớ 32GB. Trong thẻ nhớ này có thiết lập các dùng để cài đặt các phần mềm tiện ích cho con Digibox. Và đây là một chiếc computer modem B, RAM 2GB. Chúng ta xem bên trong của chiếc computer này. Chiếc computer này có một cái cổng LAN, cổng kết nối mạng Internet và 4 cổng USB, 2 cổng HDMI mini, cổng kết nối nguồn. Và bên trong có một chip, tuy nhiên thì chữ nhỏ quá cho nên mình không đọc được. Còn đây là phần hướng dẫn sử dụng. Có cuốn sách giới thiệu về con computer này bằng tiếng Anh và cũng như một số tiếng khác. Tuy nhiên thì nhìn sơ bộ thì có lẽ là sẽ không có tiếng Việt. Cho nên chúng ta sẽ chịu khó đọc và tra Google dịch để biết được nội dung bên trong của nó khi cần thiết.
Tiếp theo là một chiếc camera phiên bản 2. Chúng ta cùng xem hình dạng của chiếc camera này. Cũng có một cuốn sách hướng dẫn. Và chiếc camera được bọc trên một cái gương cứng rất là cẩn thận. Và đây là hình dạng của một chiếc camera phiên bản 2. Chiếc camera này đóng vai trò là con mắt của Digibox. Tiếp theo là một chiếc speaker mini. Speaker mini đóng vai trò như là một cái miệng của con Jitterbug. Khi con Jitterbug hoạt động thì sẽ phát ra âm thanh theo yêu cầu của người điều khiển. Đối với chiếc lan này kết nối từ cổng USB thẻ nhớ và có bộ cáp cấp nguồn cho chiếc loa cũng như là kết nối vào máy tính. Đây là một adapter nguồn đầu vào là 100-240V. Tần số là 50-60Hz, đầu ra là nguồn dòng điện một chiều 5,1V và 3A. Công suất cực đại của đầu ra là 15,3W. Bộ nguồn này dùng để cấp nguồn cho chiếc computer vừa rồi. Lúc nãy chúng ta có nhắc đến chiếc microphone, thì chiếc microphone này đóng vai trò như là một cái thanh lỗ tai của con Jitterbug. Khi mà chúng ta ra tín hiệu bằng âm thanh thì chiếc microphone này sẽ thu âm thanh và gửi đến bộ xử lý để mà phát ra tín hiệu cần thiết hoặc là hoạt động cần thiết mà theo người yêu cầu. Như vậy vừa rồi mình đã sơ lược qua về con Jitterbug, các linh kiện mà trong món quà từ ban tổ chức IBM Việt Nam, STEM of Việt Nam đã gửi đến đội Đắk Nông Kiến Đức. Và trong thời gian tới mình sẽ làm các video hướng dẫn về cách lắp ráp con Jitterbug này cũng như lập trình để điều khiển con Jitterbug này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Chào và hẹn gặp lại.